Chợ đêm Đà Lạt, thời tiết trong này rét lắm, 17-18 độ. Đây chỉ đứng một góc thôi, còn trên kia hoa quả, bánh kẹo, quần áo. Trong này mọi người là phải mặc áo rét hết, rất là rét, rét như mùa đông ngoài Bắc mình. Mình chỉ đứng đây mình quay một góc nhỏ cho mọi người xem. Rét lắm kia đó. Nhậu mãi không say. Thời tiết ở trong này rét thì Tam Đảo mới Sapa không là gì. Sao không lên thăm ông? Là bà cũng sang năm là trái cho bà đó. Bà đây khu này lên trên đây. Đấy, gái Trung Quốc xinh không? Đây nha, chợ Đà Lạt nha.
chỉ đứng một góc này thôi, ngại chả đi, rét lắm. Còn mai hoặc lúc nào rảnh mình sẽ quay mấy cái vườn hoa và mấy khu thung lũng tình yêu, cái hồ Xuân Hương, cái đồi thông Hai Mụ mộ cho mọi người xem nhé. Rồi tạm biệt mọi người nhá, mình bận một tí. Cũng không sướng đâu anh Sơn ạ, mệt lắm. Đi ê hết người. Vào trong này rét lắm các anh ạ. Lạnh, vừa phải đi mua cái áo rét rồi để mặc, không là không chịu được. Chiều 4 giờ chiều đi mặc áo cộc là đã không chịu được rồi. Là lạnh lắm. Phải muốn đi mua áo rét rồi. Đấy. Áo rét hết. Đấy, Sơn thấy chân trắng không? Đây mình chỉ đứng ở một góc ở chỗ cái vòng xuyến này thôi, còn mình không đi được hết. Tạm biệt mọi người nhá.